Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập 13 của bộ truyện Độc Cô Thanh Tùng. Tập 13. Dùng lời nói xoa dịu cơn đau. Chàng muốn dùng lời xoa dịu cơn đau của đại thúc, nhưng biết có hiệu quả như chàng mong muốn hay chăng? Chàng tiếp nối. Đại thúc, quá khứ đã lắng đọng trong lớp bụi thời gian, hãy để yên lòng cho dòng thời khỏa lớp. Đại thúc không nên khơi ngại làm gì. Đại thúc nên dành tâm trí liệu cách đối phó huyết ma bang, cứu nạn cho bọn lâm, cứu nạn cho sinh linh. Liệt mã cuồn xanh gật đầu. Phải, cháu nói đúng. Tuy vậy đã thở dài, đã thở dài như còn lưu luyến xa xăm. Lão đại tung tích kế xương đây mới lên tiếng. Trưởng môn sư đệ, đêm xuống khuya rồi, ngô huynh không thể nấn ná lâu hơn nữa. Nếu đại ảo ma đầu phát giác ra thì mọi sự hỏng bét, ngu huynh phải đi. Độc Cô Thanh Tùng vì bận nói chuyện với Liệt Mã Cuồng Xanh quên khuấy đi hiện tại. Chừng Thích Kế Dương lên tiếng chàng mới giật mình. Chàng cau đôi mày, sát khí bừng lên mặt. Sự tình như thế, muốn làm gì gấp cũng không còn kịp nữa. Nhanh hai đêm nay, sư huynh cùng hai vị sư huynh kia hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ đón tôi tại Vạn Cực Cung. Họ tiếp tôi nếu có gì bất trắc. Bất luận có nguy hiểm thế nào, tôi cũng phải đến đó cứu thoát Đông Hải chân quân. Chàng khàn giọng. Không thể để bức họa đồ rơi vào tay Vạn Cực Thiên Tôn. Lão ấy chiếm được Võ Lâm Kim Đảnh rồi thì Võ Lâm kẻ như đến hồi mạt vận. Lại nhận dung biến sắc. Thanh Tùng ơi, anh nói gì? Phụ thân tôi làm sao? Được cô Thanh Tùng trấn an nàng. Nhạn Dung, làng đừng lo lắng, vạn sự đã có anh và các vị sư huynh như chiếu liệu, không đến nỗi nào đâu. Anh đảm bảo lệnh tôn sẽ được cứu nạn và về đây vô sự. Chàng dạy lại săn tiếp Thích Kế Dương. Sư huynh nhớ nhé, bây giờ sư huynh về đi, trời cũng sắp sáng rồi. Lão đại hung Thích Kế Dương không đợi thúc dụng lần thứ hai, cấp tốc băng mình qua cửa sổ đi liền. Mục đích thân pháp tối diệu của Thích Kế Dương, Liệt Mã Cuồng Xanh vô cùng kinh khiếp. Lại càng kinh khiếp hơn nữa là xa cách Độc Cô Thanh Tùng chưa đầy nửa năm, mà ngày này chàng có nhiều hoạt động thần bí vô cùng. Lão già sâu bạc phiêu kia là ai mà chàng gọi là sư huynh? Còn chàng, chàng đã làm gì mà bỗng nhiên có danh phận trưởng môn? Do nguyên nhân nào chàng định điều nguy hiểm đến Vạn Cực Cung cứu nạn cho Đông Hải chân quân? Và Đông Hải chân quân là ai? Còn thiếu nữ bên cạnh chàng mà chàng gọi là em xưng anh, thật là mật thiết. Một số nghi vấn kéo đến xâm chiếm đột ngột tâm tư lão trong phút bất thần. Lão không còn hiểu đâu vào đâu cả. Lão dặn mắt nhìn sững chàng, cố tìm cho chàng có còn những nét e dè sợ hãi như con chim mất mẹ ngày nào trước kia chấp cánh hòa mình vào thử thách gió lộng trời sao. Nhìn theo bóng Thích Kế Dương mà dần, Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, không để ý đến thần thái mơ màng của Liệt Mã Cuồng Xanh đang chìm đắm trong muôn vàn nghi vấn. Đột nhiên chàng quay lại. Đại thúc biết người đó không? Liệt Mã Cuồng Xanh lắc đầu. Hơn 10 năm qua, đại thúc ẩn tích mai xanh nên những nhân vật xuất hiện trên giang hồ trong thời gian đó hoàn toàn là xa lạ. Độc Cô Thanh Tùng giải thích. Người đó là một nhân vật của thời đại cũ, thời đại của đại thúc. Y là một trong U Minh Tam Hung, chắc đại thúc có nghe nói đến y chứ? Liệt Mã Cuồng Xanh giật mình buông tiếng thở dài. Một cô Thanh Tùng lấy làm lạ. Tại sao đại thúc thở dài? Đại thúc biết y ư? Liệt Mã Cuồng Xanh gật đầu. U Minh Tam Hung, đồ đệ của Lệ Quỷ Thượng Nhân, ta có nghe nói đến y. Danh hiệu của y nhắc lại cho ta nhớ đến bao nhiêu tội ác y đã làm trong thời gian trước. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi. Đại thúc biết Đại Mạc Dị Nhân trên đỉnh Thiên Sơn là ai không? Liệt Mã Cuồng Xanh thông minh xuất chúng, nghe khẩu khí Độc Cô Thanh Tùng đã chợt tỉnh ngộ. Theo câu hỏi của ngươi, ta đoán chắc Đại Mạc Dị Nhân là Lệ Quỷ Thượng Nhân, đổi danh hiệu sao? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Đại thúc nói đúng rồi. Và chàng thú nhận. Tiểu Điệt hiện là trưởng môn quỷ phụ. Sự tình rất dài dòng. Lúc nào thư thả, Tiểu Điệt sẽ thuận dành cho đại thúc được.
Chàng dừng lại một chút, đoạn nói tiếp. Đại thúc có thể đi với Tiểu Điệt và Lãnh Nhạn Dung không? Tiểu Điệt có biết bao nhiêu chuyện cần tỏ cho đại thúc biết. Bấy lâu nay, Tiểu Điệt cố công tìm đại thúc khắp nơi và tự ra sinh lắm lần rồi. Buồn đau nói sao cho biết đây. Nhạn Dung cũng nên nghe cho biết đoạn sóng gió này. Liệt Mã Cuồn Xanh mỉm cười. Dấn thân kiếp sống giang hồ, có mấy ai tránh khỏi buồn đau do ân oán tình thù. Chính lão đã đến tuổi cành xế bóng mà hận lòng chưa thanh thoả một vài, thì trẻ tuổi là tuổi sơ khởi bước chân trên đường đầy máu lệ, có lạ gì điều đó đâu. Nụ cười của lão không phải mỉa mai mà hàm ý biểu tình với chàng. Lão gật đầu ưng chịu đi theo chàng. Rồi cả ba rời khách sạn, kéo nhau ra khỏi huyện thành, đi dọc ven sông. Độc Cô Thanh Tùng đem hết đầu đuôi sự việc từng ngày mà chàng và đại thúc chia tay trên bờ hồ Bạch Mã. Chàng thuật đến đoạn hồi kết, mắt rối mơ màng, nhìn theo nước suốt dải Trường Giang chớp sáng dưới ánh trăng khuya. Nhật Mã Cùng Xanh cũng trầm ngâm theo dòng suy tưởng. Ông Lãnh Nhạn Dung kêu lên. Thanh Tùng ca, vô luận thế nào, đêm nay em và anh cũng phải tìm cách cứu thoát ra ra. Độc Cô Thanh Tùng cau mày. Nhạn Dung, em nhẫn lại đi, nóng lại chẳng có ích gì. Chàng hiểu Vạn Cực Thiên Cung hiện tại đang được phòng thủ nghiêm mật thế nào sao? Nếu hành động thiếu suy nghĩ thì chẳng những không được gì mà còn gặp họa. Dù ta có thoát đi được chăng nữa, chúng sẽ đề cao cảnh giác mà phòng bị chu đáo hơn. Đến lúc đó, ta có muốn làm gì cũng vô ích. Đừng nên vọng động em à, chúng sẽ nghi ngờ khó lắm. Chàng an ủi Lãnh Nhạn Dung mấy tiếng. Đoạn xe qua Liệt Mã Cuồng Xanh, thấy lão nhắm mắt, trạng thái trầm tư mặc tưởng. Chàng muốn gợi chuyện, song không dám khêu gợi, còn cơn trầm lặng của lão rồi tự nghĩ. Đại thúc là người trí dũng song toàn, tức có thể người có ý kiến hay giúp ta cứu thoát cho Đông Hải chân quân. Chàng lóe lên một tia hy vọng, rồi dị vào tai của Lãnh Nhạn Dung. Nhạn Dung đừng có lo ngại, chắc đại thúc đang nghĩ ngợi đến một biện pháp nào đó giúp mình thôi. Hãy yên lặng, đừng làm kinh động người. Không lâu sau, Liệt Mã Cuồng Xanh mở mắt, ánh mắt ngời lên tinh quang kỳ lạ. Lão cao giọng, ta đã có cách.